trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua cho đơn vị 27, Madison Nguyễn đã về nhất với số phiếu rất cao bởi vì cử tri đồng ý rằng chúng ta cần một vị dân biểu sẽ đem nhiều cơ hội cho tất cả gia đình sống trong thành phố San Jose. Vào thứ Ba, ngày 8 tháng 11, cử tri San Jose đơn vị 27 sẽ có dịp bầu chọn vị dân biểu để đại diện cho họ tại thủ đô tiểu bang California. Sau đây là vài lý do tiêu biểu tại sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ cựu phó thị trưởng thành phố San Jose Madison Nguyễn. Chủ trương của Madison khi được bầu vào Hạ viện tiểu bang là vận động cho một nền giáo dục mầm non miễn phí cho tất cả trẻ em ở California, vận động cho việc xây dựng một trường đại học mới tại thành phố San Jose, UC San Jose, tạo dựng thêm nhiều việc làm lương cao cho dân cư, vận động việc xây dựng nhà cho các gia đình có lợi tức thấp và quý vị cao niên. Madison là ứng cử viên duy nhất nhận được sự hỗ trợ của thị trưởng thành phố San Jose Sam Licardo, cựu thị trưởng thành phố San Jose Chuck Reed, nhật báo Mercury News, văn phòng thương mại San Jose Silicon Valley và rất nhiều vị dân cử khác. Madison rất vinh dự nhận được sự ủng hộ và lá phiếu từ đồng hương vào ngày 8 tháng 11 năm 2016. Quảng cáo này được chi trả bởi Madison Nguyễn cho dân biểu tiểu bang California, paid for by Madison Nguyễn for California State Assembly.